vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém. Sản phẩm tốt như vậy vì cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi. Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ. Anh nào đâu biết lòng này. Sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g có tác dụng trung hòa axit bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày. Ôi trời ơi, cảm ơn ông nhá. Yuan Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết. Yuan Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Diu Man Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một con đài bom bốc của hãng Victor. Ở model này khá là quen thuộc bởi vì em đã từng bán ít nhất là 2 chiếc và có video khá là chi tiết ở trên kênh YouTube của em rồi. Vâng, đây chính là Victor G1. Một cái ưu thế đầu tiên mà em muốn nói ở trên cái mẫu này đó là nó xài điện 220V. Chúng ta cứ cắm thẳng điện lưới trong nhà, không lo cái vấn đề cắm lộn điện. Cái ưu thế tiếp theo thì ở những con bom bốc của Victor đó là nó có một cái chất âm khá là vững chãi. Cái điểm thứ ba đó là về mặt thiết kế, trông nó cũng hòa hòe hoa sói và nó cũng làm hài lòng kể cả những ông dù là khó tính. Cái video của ngày hôm nay nó tương đối là dài bởi vì ngoài cái vấn đề test các tính năng thì em còn làm một cái thao tác nữa, đó là thao tác hướng dẫn ghi và xóa đĩa MD, một trong những cái tính năng thú vị và bậc nhất trên những con bom bốc của Victor. Trước tiên là chúng ta nói về cái khoản đĩa MD đã. Ở đoạn đầu video thì các bác đã thấy em test hai tính năng,
đó là nghe radio FM 108 và nghe một đoạn đĩa CD. Bây giờ chúng ta sẽ test một đoạn đĩa MD. Ở cái đoạn đĩa mà các bác đang chuẩn bị nghe ngay sau đây, do chính con đài này nó ghi từ cái đường line in aux. Em ghi thử demo một đoạn. Và bây giờ em sẽ phát để các bác nghe. Sản phẩm mà em bán ra sẽ bao gồm một cái remote học của Trung Cộng. Trên cái remote này nó có những cái nút thần thánh phục vụ cho vấn đề xóa đĩa, xóa đĩa MD, cũng như là thay đổi những cái hiệu ứng music, chỉnh bass, chỉnh track, vân vân. Có nó tiện lắm đi ạ. Để play bên phần đĩa MD, chúng ta ấn vào cái nút màu xanh ở đây. Một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Chúng ta nghe một đoạn ngắn vậy thôi, để thấy được rằng là cái ổ đĩa MD nó đang phát tốt. Và bây giờ thì em cũng xin nói sơ qua một chút về cấu hình và tính năng của con Victor G1 để những bác chưa biết nắm được. Đây là một con Bombox size trung, nó có bề rộng vào tầm khoảng 44 cm. Nó sở hữu hai cái củ toàn giải kích cỡ là 8 cm, màng giấy gân cao su. Em xin nhắc lại, hai củ toàn giải kích cỡ 8 cm, màng giấy gân cao su non, lỗ thông hơi được đặt ngay ở phía trước, nó giúp chúng ta có một cái trải nghiệm âm trầm khá là tốt. Mỗi một củ toàn giải có công suất là 12W và trở kháng là 4 ohm. Đối với những con Bombox của Victor thì loa là một thế mạnh. Đài nó có một cái thiết kế bo tròn hai góc, và chủ đạo trên sản phẩm này nó nhấn mạnh những hình tròn, cũng như là kết hợp với những cái thứ hình thù khác nữa, nó giúp cho cái sản phẩm này nhìn nó khá là một cái thiết kế nhìn nó tương đối là lạ mắt khi mà chúng ta nhìn vào cái sản phẩm này. Nhất là khi mà nhìn vào cái dàn đèn được đặt ở vị trí trung tâm, ngay lập tức chúng ta bị thu hút. Đó là về loa. Còn về tính năng thì nó bao gồm những tính năng như sau. Các bác đã từng xem những cái video trước đây em nói về con Victor G1, xin hết sức là thông cảm, bởi vì em đang nói để những bác chưa biết nắm được. Còn các bác nắm được rồi thì thông cảm để em nói tiếp nhá. Về tính năng, nó bao gồm ổ đĩa MD được đặt ở vị trí trung tâm bên dưới, ổ đĩa CD được đặt ở vị trí phía trên, đó. Băng tape cassette đặt ở phía trên bên phải, radio FM 108 nghe đủ các đài từ địa phương đến trung ương, và tất nhiên là nó có đường line in aux để kết nối với điện thoại hoặc máy tính hoặc các thiết bị ngoại vi. Chúng ta có thể xài cái con đài này với tư cách của một cái loa vi tính nhỏ nhỏ. Các bác có thể nhìn thấy có một cái giải màu đen ở đây. Đây chính là một cái giải cảm ứng. Tức là như thế nào? Khi mà chúng ta không nghe, chúng ta tắt nguồn đi, thì nó sẽ có hệ thống đèn chờ. Tất nhiên là con đài của chúng ta, nếu mà lọ mọ mà cài ấy, thì là chúng ta có thể cài được cả giờ hiện tại. Tức là nó sẽ báo hiển thị như là một cái đồng hồ để bàn ấy. Thế thì khi chúng ta tắt bằng remote mà không
không mở nghe, nhưng mà muốn nhìn đồng hồ ấy thì chúng ta chỉ cần lấy tay chúng ta lướt qua cái mặt đài này thì ngay lập tức hệ thống dàn đèn ở đây nó sẽ sáng lên và nó báo cho chúng ta biết hiện tại đang là mấy giờ. Một cái tính năng nó khá là tào lao nhưng em nghĩ nó thú vị. Đó là cái cách để em giải thích cho các bác biết là cái dàn đèn màu đen ở phía trên này, nhiệm vụ của nó là cái gì. Và chúng ta cũng đã trải qua phân đoạn, 3 phân đoạn test. Đó là test radio FM 108, test đĩa CD và test đĩa MD. Bây giờ thì em sẽ test đến khoảng băng tape cassette, rồi sau đó em cũng sẽ trình bày thêm. Trên cái remote thần thánh này thì không có cái nút bấm play bên phần băng cassette và chúng ta bắt buộc phải dẹn ở trên mặt đài. Đây là nút play này, play cassette này. Chúng ta cũng gần như test đầy đủ những cái tính năng ở trên con Klaviyo Victor G1. Còn cái đường Line Aux là cái ngõ mà cuối cùng em sẽ test. Em sẽ test cái ngõ Line Aux kết hợp trong cái quá trình em ghi đi em đi. Và trên cái sản phẩm này có hai tính năng em bắt buộc phải bao chạy tốt. Đó là radio FM 108 và đường Line Aux nghe thay cái loa vi tính. Còn tất cả những tính năng ví dụ như là đĩa MD, băng tape cassette và đĩa CD em chỉ test demo không bao chạy. Kể cả nó chạy tốt em cũng bảo là nó không chạy, coi như nó hỏng rồi để tránh những khiếu nại không đáng có. Thế thì như lúc nãy em có nói với các bác là trên những cái con như là Victor G1 này thì cái điểm thú vị nó nằm ở cái ổ đĩa MD. Ở trong cái cộng đồng chơi đài cũng như là chơi những thớt đĩa MD ấy tại Việt Nam khá là nhiều, chắc chắn là biết ở những cái ưu thế của đĩa MD là gì. Ưu thế của đĩa MD nó cũng giống như kiểu băng tape cassette, đó là nó cho phép ghi và xóa nhiều lần. Ví dụ như cái đĩa này chúng ta không thích nữa, chúng ta có thể xóa bén nó đi và ghi chương trình khác. Và cái chất lượng ghi vào đĩa MD thì nó cao hơn rất nhiều so với cái vấn đề ghi vào băng tape cassette, gần như là 1:1. Tín hiệu đưa vào như thế nào thì ghi ra gần như tương đương như vậy. Thế thì trên cái mẫu đây em đang chuyển về đĩa MD này. Trên cái mẫu Victor G1 này nếu như không có remote thì thua, không tài nào có thể xóa nổi đĩa MD, cũng như là không có remote thì thua, không thể nào chỉnh nổi bass check ở trên cái con đài này. Thế thì trên cái remote học thần thánh của Trung Cộng này
nó có nút chỉnh bát check. Chúng ta ấn một nút sâu ở đây, nó hiện chữ bát, muốn tăng giảm ấn hai nút lên xuống này. Ấn phát nữa nó ra chữ check, muốn tăng giảm ấn hai nút lên xuống này. Đó. Ngoài ra thì cái nút home app là nút bật tắt chế độ super bát. Đó. Nút menu ở đây là nút thay đổi những hiệu ứng music, vì đây là smart sương khói này, deep là sâu này. Đó, đây là tắt hiệu ứng này. Đây là hiệu ứng natural, tự nhiên nhá. Đó. Rất đáng tiếc là không có nút play bên phần cassette ở đây. Các bác vừa nghe đoạn băng cassette, nó hát cũng tương đối là có hồn cốt. Một lát nữa em sẽ trình bày thêm. Đại thì chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng em sẽ cố gắng trình bày một cách chi tiết mạch lạc, để cho bất cứ là tình yêu nào khi mua sản phẩm này biết được mình đang mua cái gì, và nó có xứng đáng để móc tiền ra ấm về hay là không. Chúng ta đang nói về DMD. Ưu thế đó là ghi và xóa nhiều lần. Thế thì cũng là để tỏ cái tấm lòng thương thảo của một cái thằng chủ shop chuyên kinh doanh trong lĩnh vực DMD một nước và băng cassette một nước, thì em cũng nghiến răng em tặng tình yêu nào đấy thì ôm cái con Victor G1 này, một cái đĩa Sony 80 phút, đĩa xịn Sony nhé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cái cách xóa đĩa này. Đây là một cái thao tác vô cùng quan trọng. Sẽ có khá nhiều người hiện tại đang sở hữu cái model Victor G1, nhưng nếu không có remote thì thua, không tài nào xóa nổi đĩa đâu ạ. Tình yêu nào đang chuẩn bị mua con này hết sức chú ý, video nó sẽ dài đấy, nhưng cố mà xem. Bởi vì khi thằng Từ nó nói xong ấy, nó quên tiền. Phải xem kỹ video thì mới biết cách để thao tác nhá. Trên cái remote này, chúng ta sẽ kết hợp cái nút exit, nút OK và cái nút vòng tròn xoay ở đây để tiến hành xóa DMD. Để xóa thì bắt buộc chúng ta phải cho đĩa vào trong ổ. Đúng rồi, nó phải nhận đĩa là 2. Và bây giờ tiến hành thao tác xóa đĩa, ấn vào nút exit ở đây. Nhìn vào màn hình, nó hiện chữ này, cứ bấm tiếp nút exit đi ạ. Cứ ấn nút exit đến chừng nào nó hiện ra cái dòng chữ ALLIRACI. Ý nó hỏi là ông có muốn xóa hết cái đĩa này không? Nó đang hỏi. Chúng ta ấn vào nút vòng tròn xoay ở đây. Nó bảo bây giờ thì ông ấn nút Enter hộ tôi cái. Nút Enter chính là cái nút OK nằm giữa cái remote này. Dẹn vào. Đó. Nó báo chữ Writing. Vâng. Trên lý thuyết là nó đã xóa xong cái đĩa. Nó báo dòng chữ trên màn hình là Blank Disc, có nghĩa là đĩa trống, đĩa trắng. Nhưng đây là lý thuyết thôi. Để hoàn thiện cái quá trình xóa cái đĩa này thì chúng ta nên ấn nút Eject ra đĩa. Trong cái quá trình chúng ta ấn cái nút Eject ra đĩa ấy, thì lúc này tia laser ở mắt DMD nó sẽ chiếu lên với một cái cường độ cực kỳ cao để xóa sạch những cái bit, những cái vệt đã từng ghi trên bề mặt đĩa, để đưa cái đĩa về trạng thái như lúc mới xuất xưởng, tức là đĩa trắng. Em ấn nút Eject này. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ghi demo một đoạn ngắn vào cái đĩa này. Và đồng thời là coi như cũng test luôn cái đường lay Now X. Để ghi thì nó vô cùng đơn giản. Bây giờ em sẽ chuyển về đường lay Now X bằng cái nút YouTube TV ở đây. Đó. Muốn chuyển về nghe radio cũng vẫn là cái nút này. Và em sẽ giảm bớt volume xuống nhé. Ghi vô cùng đơn giản thôi. Chúng ta ấn vào cái nút em Direct ở đây. Ở đây các bác có thể thấy nó có 3 cái nút màu đỏ. Đó là nút em Direct, nút Tape Rec, tức là ghi bằng cassette, và đây là ghi DMD. Để ghi DMD từ đường lay Now X thì chúng ta dẹn vào cái nút em Direct này. Vâng, nó ghi rồi đấy ạ. Nó đang ghi. Để em giảm bớt volume để em diễn giải thêm. Trong quá trình ghi, nó báo ở trên màn hình một cách trực quan là đang ghi từ đường Aux vào DMD.
Thời gian ghi còn lại là hơn 80 phút và đồng hồ đang đếm lùi. Ở đây chúng ta nhìn thấy hiện ra chữ REC. Và ở đây có một cái dòng chữ là SP. SP là cái chất lượng ghi vào đĩa MD ở mức độ cao nhất nha. Em sẽ ghi thêm khoảng 10-15 giây nữa rồi sẽ ấn nút dừng. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương vuốt lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá bằng. Em đã ấn nút dừng ghi rồi đấy ạ. Nó báo dòng chữ MD REC END, tức là kết thúc quá trình ghi vào đĩa MD. Để kết thúc hẳn thì chúng ta nên ấn vào nút STOP trên remote. Em sẽ mở lại một đoạn đường AUX để test lại đường AUX. Định mệnh chia rẽ cho nhau, cuộc đời đôi ta hai lối, em sẽ muốn giữa trời đời còn lạnh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi chuyện gì. Ngõ AUX chính là cái ngõ em bắt buộc phải bao chạy tốt trên sản phẩm này. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ chuyển về nghe DMD, nghe chính cái đoạn mà chúng ta vừa mới ghi vào. Play DMD chính là cái nút màu xanh ở đây. Dẹn vào. Như vậy là quá trình xóa đĩa tốt, quá trình ghi vào đĩa MD tốt, quá trình phát đĩa MD tốt. Những ông mà không có kiến thức, không đủ kiến thức, không đủ kinh nghiệm ấy, nghe thằng Từ nói mấy câu vừa rồi là bĩu môi ra bảo ủi thằng tào lao. Nhưng chính các ông không hiểu được ra vấn đề đâu. Chỉ là những ông nào ấy thuộc cái diện là chơi đầu đĩa MD và chơi thể loại đĩa MD cứng, nghe ba cái câu khẳng định đấy của thằng Từ thì các ông ấy mới hiểu ra vấn đề. Video thì nó dài rồi, nhưng mà ngày hôm nay ý, ngoài cái vấn đề giới thiệu cái sản phẩm này thì em cũng có phổ biến một chút về kinh nghiệm trong vấn đề chơi những con đài có ổ đĩa MD. Thực tế mà nói ý, có những con đài đọc đĩa MD cực kỳ tốt nhá, nhưng không thể nào xóa nổi cái đĩa MD. Cũng như cũng có những con đọc cực kỳ tốt, có thể xóa được đĩa MD nhưng lại không thể nào ghi được đĩa MD. Thế tại làm sao lại không xóa nổi và tại làm sao lại không ghi nổi? Tất cả là nó do hệ thống cơ khí và do chính cái mắt đĩa MD. Hay nói cách khác, mắt đĩa MD mà nó yếu ấy, tia laser nó không đủ mạnh ấy, thì không thể nào xóa được đĩa MD cũng như không thể nào ghi được một cách trọn vẹn vào đĩa MD. Chính vì thế khi mà thằng Từ nó nói ba cái yếu tố đọc tốt, xóa tốt, ghi tốt thì những người có kiến thức, có kinh nghiệm ở cái dòng phân khúc chạy đĩa MD người ta hiểu ngay ra vấn đề là cái ổ này nó còn ngon nhá. Nhưng em bảo nó hỏng rồi để tránh những khiếu nại không đáng có. Đài đã được em tháo ra vệ sinh sơ bộ và nhận thấy ruột gan nó còn tương đối đẹp.
Ở nguyên bản ấy thì ở bên Nhật nó để điện áp là 100V, nhưng nó có sẵn đầu chờ để chuyển sang 220V. Và em đã tiến hành chuyển nó về chạy điện 220V. Tức là gì? Tức là con đài này nó có sẵn đường 220V, chúng ta chỉ việc thay đổi một chút bên phần mạch điện là nó xài điện 220 thôi à. Chứ không cần phải can thiệp, không cần phải thay thế bất cứ thứ gì. Trình bày hết sức rõ ràng. Đồ hàng bãi thì không thể tránh khỏi những vết chảy chớt. Có chảy, nhưng mà nhan sắc con này nếu mà xét theo tiêu chuẩn hàng bãi thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Có một vài yếu tố em cần phải nói rõ. Bên phần cơ cassette em đã vệ sinh sơ bộ và thay một cái dây Cora mới vào đây nha. Em nhận thấy đầu từ bánh tì còn ngon đấy ạ. Dây Cora em mới thay đó, em đã phát các bác nghe rồi. Hệ thống cơ khí bên phần cơ cassette này em thấy còn đẹp, đầu từ trắng tinh nhé. Còn riêng bên phần cơ đĩa CD thì em cũng xin báo cáo hết sức là chi tiết như thế này. Khi mà mới cắm điện cái đài ấy thì đĩa chạy khá là trơn láng, nhưng mà nó chạy được vào khoảng 10-15 phút là có biểu hiện là vấp đĩa và dừng không chạy nữa. Ý nó bảo là bây giờ nó cũng mệt rồi, nó đuối rồi, nó hát được dăm ba bài là nó phải nghỉ đó, nhường cho những thằng khác nó hát, còn nó thôi nhá. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là ổ đĩa CD này cái lúc mà máy nó chưa nóng lên ấy thì là nó chạy, còn chạy được khoảng 10-15 phút là nó ngắt ngứ, như kiểu như ông cụ khoảng 70-75 mà bắt hát karaoke thì các ông cũng chỉ hát được 2-3 bài đầu, còn mấy bài sau thì các ông ấy phải uống thuốc tiếp thì bắt đầu mới hát được. Nó là như vậy á. Như vậy là em cũng đã trình bày hòm hòm sơ sơ nhỉ. Video dài quá rồi, em độ này không thể làm ngắn đi được. Đây là đít khá là tươm tất, đài liền lạc không bể vỡ, ưu thế điện 220V. Em đã test xong đường áo X, em xin phép rút nó ra nhé cho nó gọn. Đây là đường nguồn AC 220V, bây giờ là 220V. Tình yêu nào mua con đài này tự trang bị dây nguồn số 8, do shop em đồ này héo không có dây kèm theo. Đây là lỗ phone, lấy tiếng ở đây cắm vào lỗ phone tai phone hoặc là dẫn vào hệ thống âm đi lớn và loa lớn. Đây là dầu anten, dầu zin nhé. Đây là đường ao x, em bao ngõ này tốt. Nếu như không muốn dương cái dầu này lên khi bắt sóng FM ấy, thì chúng ta có thể cắm anten vào ngõ dưới này để cho mọi thứ nó gọn gàng. Hai cái kẹp màu đen này chính là kẹp để đấu vào nghe sóng chung, sóng AM. Nói chung là có chảy vi chóc vẩy sơ sơ, nhưng mà nhan sắc này mà xét theo tiêu chuẩn hàng bãi là còn tương đối kháo khỉnh. Và như vậy là ngày hôm nay anh em chúng ta đã có một cái nhìn tương đối là tổng quan và tương đối là dài dòng về một con bom bốc của Victor khá là quen thuộc, Victor G1. Sản phẩm bán ra sẽ bao gồm con đài của chúng ta tất nhiên rồi, và cái remote này. Mọi thao tác dư lào em cũng đã hướng dẫn tương đối là chi tiết ở trên video. Về giá rổ thì em xin phép không báo ở đây, các bác chỉ cần biết là nó mềm như bún đậu mắm tôm thôi. Trong cái mùa này ế chảy nước trên khắp cả nước rồi, giờ mà đọc giá cao ấy thì chỉ còn mỗi cách ngồi mà ngắm đài của mình thôi, không có tình yêu nào người ta bốc dù mình đâu. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.